Chào các bạn có thấy mình giống phụ nữ Nhật không nè? Mình đang đứng ở khu phố Nhật Bản thứ hai giữa lòng Sài Gòn, nằm cách trung tâm quận nhất khoảng 3 km, trên đường Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh. Lối vào khu phố chỉ là một con đường nhỏ, ít người biết, ẩn khuất sau những chung cư và nhà cao tầng. Tuy nhiên, những ai vô tình đi vào đây đảm bảo sẽ rất ngỡ ngàng với rất nhiều biển hiệu, nhà hàng tiếng Nhật đủ màu sắc, xen kẽ với những cửa hàng bản địa. Nào là cửa hàng dịch vụ giặt ủi, các căn hộ cho thuê, siêu thị, hàng quán lớn nhỏ, tất cả đều được ghi chú bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Chỉ mới thành lập khoảng vài năm trở lại đây, khu phố người Nhật giữa lòng Sài Gòn tại quận Bình Thạnh được du khách yêu thích bởi sự đa dạng sắc màu văn hóa, ẩm thực phong phú. Nơi đây thu hút rất đông người Nhật đến sinh sống, tạo nên một cộng đồng mới của những vị khách đến từ xứ sở hoa anh đào. Giá thuê mặt bằng ở khu này rẻ hơn quận 1 rất nhiều và lượng khách hàng người Nhật cũng ổn định. Nếu đi từ hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh vào khoảng giờ tan tầm, bạn sẽ thấy rất nhiều người Nhật đang đi bộ trên đường. Họ rẽ vào một con đường nhỏ ít người biết đến, ẩn khuất sau những chung cư nhà cao tầng. Đó chính là đường Phạm Viết Chánh và một phố Nhật Bản hiện ra. Ưu điểm nơi đây chính là sự yên tĩnh, khác xa với vẻ ồn ào náo nhiệt tấp nập khách du lịch như ở khu Lê Thánh Tôn, tức là khu phố Nhật Bản thứ nhất ở quận 1. Khu phố Nhật Bản nơi đây chủ yếu tập trung những công nhân, nhân viên người Nhật qua Việt Nam sinh sống và làm việc. Nếu có dịp, các bạn hãy thử đến đây một lần để trải nghiệm văn hóa của xứ sở hoa anh đào và chụp vài bộ ảnh nhé. Mọi người sẽ rất ngạc nhiên và cứ tưởng bạn đang ở đất nước mặt trời mọc đấy. Đây là Mini Stop, là chuỗi cửa hàng tiện lợi với mô hình kinh doanh cửa hàng nhỏ, là thành viên của tập đoàn Aeon, nhà bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, cũng hiện diện nơi đây. Hàng quán nơi đây trang trí đậm chất Nhật, giá cả không quá cao, không thiếu những cửa hàng bán món ăn đường phố như bánh bạch tuộc, takoyaki. Nên các bạn nhỏ tuổi teen thường đến đây để nhâm nhi món Nhật, thử thức một chút cóc tai tại những quán bar nhỏ xinh. Nếu bạn là thực khách lần đầu tiên đến con đường này, các bạn sẽ rất ngạc nhiên trước các biển hiệu nhà hàng tiếng Nhật cùng những chiếc đèn lồng màu vàng xen kẽ với các hàng quán Việt Nam. Các nhà hàng, quán ăn ở đây không chỉ phục vụ ẩm thực Nhật Bản mà một số còn có món Việt Nhật, ẩm thực Nhật Hoa, món Tây Nhật để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách. Nơi đây còn có những nhà hàng được trang trí đúng theo văn hóa Nhật, được gọi là các izakaya, nơi để thưởng thức rượu và thức ăn. Đặc điểm chung của izakaya là có bảng hiệu bằng vải thưa hoặc cửa kính để thực khách bên ngoài có thể nhìn được vào bên trong, và nổi bật nhất là các lồng đèn làm bằng giấy đỏ. Các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy cùng bạn bè hoặc người thân đến đây để thưởng thức những điều mới lạ và chụp những bức ảnh siêu chất cho bộ sưu tập Zalo, Facebook của bạn đi nhé. Hồng Phượng xin chào tạm biệt.